Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Thiện Tâm Audio, luôn cố gắng mang đến quý khán thính giả những chương trình hay nhất về Phật giáo nói riêng và cuộc sống nói chung. Rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành từ quý vị. Những kiểu con cái tưởng rất hiếu thảo nhưng thực chất lại là thảm họa của cha mẹ. Hơn 90% nỗi khổ của cha mẹ khi về già đều là do con cái gây ra. Điều ấy có đúng không? Lúc một đứa trẻ chào đời cũng là lúc cha mẹ bắt đầu liên kết cuộc sống của mình với một sinh mệnh mới. Con cái có hạnh phúc hay không? Tương lai có tốt đẹp hay không? Có hiếu thảo với cha mẹ hay không? Tất cả những điều đó đều có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của bậc làm cha mẹ. Khi còn nhỏ, cha mẹ tốn nhiều thời gian và tiền bạc để bồi dưỡng con cái ăn học thành tài. Khi con cái trưởng thành, cha mẹ lại giúp con mua nhà, mua xe, chỉ vì không muốn con phải thua thiệt bạn bè, muốn con có được một hôn nhân hạnh phúc. Ngay cả khi cha mẹ đã đến giai đoạn tuổi già, sức yếu, họ vẫn vì con cái làm rất nhiều việc như trông cháu, làm bảo mẫu miễn phí mà không chút than vãn. Làm cha mẹ, ai cũng sẽ nghĩ rằng sự hy sinh của họ sẽ đổi lại được sự hiếu thuận của con cái. Nhưng thực tế, cuộc sống thì luôn tàn nhẫn. Cha mẹ càng cưng chiều con, đa phần chúng sẽ càng trở nên ỷ lại và sức sược với cha mẹ. Như bốn kiểu con cái sau đây, tưởng chừng rất hiếu thảo, nhưng thực chất lại là thảm họa của cha mẹ. Một, con cái vét sạch tài sản của cha mẹ. Cha mẹ truyền thống thường có một cách nghĩ như thế này: con cái có thể nối dõi tông tường, duy trì huyết mạch cho gia tộc mới là một đứa trẻ hiếu thuận. Và cha mẹ, để không khiến bản thân thấy có lỗi với tổ tiên, chính họ cũng không tiếc bất cứ giá nào để hỗ trợ con mình hoàn thành nhiệm vụ đó. Con muốn nhà, sẽ có nhà, muốn xe, sẽ có xe. Tất cả những thứ đó đều là tiền tích góp dưỡng già của cha mẹ. Và một khi cha mẹ đã nói đồng ý một lần, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Kiểu con cái này, nếu bạn không cứng rắn một chút, thì chúng sẽ mãi không học được bài học của mình. Nhưng đáng tiếc là đa số các bậc cha mẹ đều nghĩ rằng thời gian trôi qua, họ cũng dần già đi. Vì thế, họ muốn hy sinh tuổi già của mình để củng cố cho tuổi trẻ của con. Cho nên, mọi yêu cầu của con, họ đều sẽ cắn răng đồng ý. Kiểu con cái lợi dụng danh nghĩa nối dõi tông đường để bào mòn cha mẹ mình, quả thật rất bất hiếu. Hãy thử nghĩ, cha mẹ tuổi già sức yếu, không có tiền dưỡng lão sẽ ra sao? Khi bệnh tật phát sinh, họ nên làm thế nào? Họ lao lực cả một tuổi trẻ là vì những đứa con này. Đến khi về già, họ cũng chẳng giữ được gì lại cho bản thân. Thử hỏi xem, những người con đó có quá tàn nhẫn hay không? 2. Ra lệnh cho cha mẹ giữ cháu, không tôn trọng cha mẹ. Cha mẹ bỏ tiền ra để con cái kết hôn. Sau khi con cái có con, thì cha mẹ lại phải đảm nhận thêm trách nhiệm bảo mẫu. Thật ra, việc trở thành một người giữ trẻ không công vốn không phải là vấn đề. Chỉ cần con cái biết hiếu thuận thì dù lên núi cao, xuống biển lửa, cha mẹ cũng sẽ không từ nản. Nhưng tấm lòng hiếu thảo thì không phải ai cũng có. Như câu, trên đời này không có cha mẹ bỏ con cái, chỉ có con cái bỏ rơi cha mẹ. Tôi từng nghe kể về một câu chuyện của người hàng xóm như thế này. Ông bà nội rất yêu thương con trai và con dâu. Họ rất siêng đến nhà hai vợ chồng trẻ mỗi ngày để trông cháu. Nhưng một hôm, đứa nhỏ bị bệnh, người con đó lại quay sang trách cha mẹ mình vô tâm, không biết yêu thương cháu mới để đứa nhỏ sinh bệnh như thế này. Nghe những lời này của người con trai và con dâu, hai ông bà lão rất tức giận, họ liền cãi nhau một trận. Từ đó mối quan hệ giữa hai thế hệ bị rạn nứt. Con cái thì ghét cha mẹ mình, cặp vợ chồng già thì lòng tốt không được báo đáp. Rõ ràng,
người không dành thời gian chăm sóc cho đứa nhỏ nhiều nhất chính là cậu con trai kia và vợ mình. Vậy tại sao khi con sinh bệnh lại đi trách mắng cha mẹ? Thật vô lý. 3. Bề ngoài có vẻ phấn đấu, nhưng thực tế lại ăn bám. Trong xã hội có một câu nói như thế này: con người bề ngoài là hình dạng này, nhưng sau lưng lại là một hình dạng khác. Nhìn bề ngoài, con bạn có vẻ rất siêng năng và cầu tiến, nhưng thực tế, chúng chẳng có bản lĩnh gì. Chúng chỉ muốn một bước lên mây, biến xe đạp thành xe hơi chỉ sau một đêm mà thôi. Loại ra vẻ nỗ lực này thực chất rất vô nghĩa. Hãy tưởng tượng xem, những đứa trẻ vừa tốt nghiệp đại học, không có kinh nghiệm xã hội, nhưng lại muốn cha mẹ cho chúng hàng trăm triệu để khởi nghiệp. Bạn thấy có giống một câu chuyện cười không? Có một gia đình giàu có nọ, người con lấy tiền của cha mẹ mình đi khởi nghiệp. Vừa mới bắt đầu thì đúng là có lời, nhưng về sau càng làm càng lỗ. Việc này chứng minh điều gì? Sự thật tàn nhẫn chính là không phải ai cũng thích hợp với con đường khởi nghiệp. Khi mà bậc thang đầu tiên bạn còn chưa đi, thì làm sao có thể một bước bay lên bậc thứ 10 được? Cho nên, khiến cho con trở thành một bình hoa di động là sai lầm lớn nhất của cha mẹ. 4. Những đứa con đòi chia tài sản của cha mẹ khi họ còn sống. Trong cuộc sống, có một nguyên tắc gia đình rằng cha mẹ tuyệt đối không được chia tài sản cho con cái khi họ vẫn còn sống. Đối với luật bất thành văn này, nhiều người trẻ vẫn thắc mắc rằng tiền của cha mẹ chính là tiền của tôi, vì sao không thể chia tài sản cho tôi chứ? Sau khi tôi nắm giữ tài sản, sẽ thay cha mẹ phát triển để họ hưởng phước. Vậy thì bạn nên nghe câu chuyện này. Có một ông lão đã chia cho con của mình hết số tiền tiết kiệm mà ông đã dành dụm được. Trong những năm đó, con cái rất hiếu thảo với ông, làm gì cũng suy trước tính sau cho cha mẹ mình, khiến ông rất vui vẻ. Nhưng đến khi số tiền tiết kiệm đó đã tiêu hết, con cái liền trở mặt không nhận người thân, không chỉ thay đổi thái độ mà còn đối xử rất hà khắc với cha mẹ mình. Bạn có biết không, một khi người già hết tiền thì họ hoàn toàn mất đi tiếng nói trong gia đình. Khi một người già đi, họ không thể tin tưởng vào bất kỳ điều gì, bất kỳ ai, vì cảm xúc của con người sẽ luôn thay đổi. Chỉ có lợi ích mới có thể duy trì lâu dài, mới có thể bảo vệ một người chu toàn. Thời gian tốt nhất để phân chia tài sản chính là sau khi một người mất đi, khi mà con cái đã trưởng thành, đã hiểu chuyện hơn và chủ nhân của đống tài sản đó đã không còn cần dùng đến nó nữa. Còn cái bất hiếu sẽ có 3 đặc điểm này. Trong nhà bạn có ai không? Từ xưa đến nay, ai trong chúng ta cũng coi trọng lòng hiếu thảo. Việc báo hiếu, chăm sóc cha mẹ cũng chính là việc mà bất kỳ người con nào cũng phải làm cả. Chúng ta cần biết rằng cha mẹ nuôi dạy chúng ta chẳng hề dễ dàng chút nào cả. Khi cha mẹ già đi, chúng ta cũng cần làm tròn nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ. Lòng hiếu thảo chính là điều quan trọng quyết định đánh giá tính cách của một người. Kiểu người này dù dung mạo xấu hay đẹp, chỉ cần có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ thì bản chất của họ là cực kỳ lương thiện. Nhưng chúng ta vẫn thấy đâu đó có những người con bất hiếu, chỉ quan tâm đến thú vui của bản thân mà chẳng quan tâm đến tình cảm của cha mẹ. Có những người con mà khi cha mẹ ốm đau không hỏi thăm, chăm sóc còn quát tháo cha mẹ khi làm phiền mình. Nỗi đau lớn nhất của cha mẹ chính là sinh ra những đứa con bất hiếu, bản thân làm cha mẹ mà không dạy dỗ được con. 1. Không biết ơn. Bạn có nghe câu tình yêu của cha mẹ dành cho con cái chính là sự cống hiến hết mình, không quan tâm xem con cái có đáp trả hay không? Nhưng suy nghĩ này đúng, nhưng có vẻ chúng đã hiểu theo nghĩa hạn hẹp. Nếu những suy nghĩ như này lan rộng sẽ hủy hoại đứa trẻ mà thôi. Trên đời này không ai yêu thương ai mà không đòi hỏi lại bất cứ điều gì.
kể cả tình yêu mà cha mẹ dành cho con. Nếu cha mẹ không đòi hỏi con cái thì chúng sẽ sống với thái độ thờ ơ, cho rằng những thứ cha mẹ dành cho mình là điều mình đáng được nhận. Cứ thế, chúng sẽ sống vô ơn, không biết hiếu kính với ông bà, cha mẹ. 2. Không hiểu các quy tắc khi làm việc. Ở đời, không có việc gì mà không có quy tắc, dù trong gia đình hay ngoài xã hội đều phải tuân theo những quy tắc tương ứng. Điều này đặc biệt đúng với trẻ em, vì đứa trẻ khi sinh ra giống như tờ giấy trắng, bất cứ viết điều gì lên đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của trẻ. Trong một gia đình, nếu ngó lơ việc giáo dục đứa trẻ thì chúng lớn lên không có nội quy. Sự xuất hiện của đứa trẻ như này được xem là thảm họa của cả gia tộc. Có người sẽ bênh vực rằng đó chỉ là đứa trẻ, chẳng thể nào gây sóng gió. Nhưng khi lớn lên chúng ta sẽ hiểu những đứa trẻ được rèn luyện từ nhỏ, khi lớn lên sẽ hình thành thói quen khó bỏ. 3. Không có tinh thần trách nhiệm. Dù làm gì, ở đâu thì cũng phải có tinh thần trách nhiệm. Nếu đứa trẻ sinh ra không có trách nhiệm thì sau này làm sao chúng có thể gánh nổi những gánh nặng trong cuộc sống? Cứ gặp khó khăn là lại trốn thoát. Những đứa trẻ này khi lớn lên sẽ trở thành gánh nặng của cả gia đình, thậm chí có thể bắt đầu cằn nhằn người già. Nhiều người hiện nay đang sống quá vì con, chiều chuộng con. Bạn cần để con nếm những khó khăn thì con mới trưởng thành, chúng mới có thể gánh vác được cuộc đời của mình. Mời quý vị nghe tiếp câu chuyện Phật giáo. Lời thề nguyện. Đã hơn một tuần nhật rồi, vị thánh nữ buồn rầu ủ ê, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, vì mẹ nàng vừa từ biệt cõi đời. Gọi nàng là thánh nữ bởi vì nàng là một người tu hành đoan chánh, rất hiếu thảo với cha mẹ và tử tế với mọi người. Tuy nàng thuộc dòng dõi quý tộc Bà La Môn, song lại tu theo Phật giáo, ăn ở rất phúc hậu nên được nhân dân địa phương kính nể và mến phục mà tôn xưng là thánh nữ. Vị thánh nữ thương mẹ lắm, song không phải là nàng thương vì mẹ nàng không còn ở cõi đời. Vốn là bậc tu hành chân chánh, nàng đã hiểu rõ lẽ sống chết như thế nào rồi. Đối với nàng, sự sống chết thật ra không làm cho nàng bi lụy xót xa cho lắm, nhưng nàng thương mẹ vì một lẽ khác. Lúc còn sinh thời, mẹ nàng vốn theo ngoại đạo, tà giáo, không tin Phật Pháp, không kính Tam Bảo, không tin lẽ nhân quả, luân hồi, thường sát sanh hại vật, ăn ở tàn ác với mọi người, nói lời không chân thật, vân vân. Đã nhiều lần, nàng cố sức khuyên can, mong phát huy chánh kiến cho mẹ nhưng mẹ nàng không chịu tin theo. Vì hiểu rõ lý luân hồi, nghiệp báo, nên nàng càng cảm thấy thương xót mẹ vô cùng. Nàng tin thế nào sau khi thác, mẹ nàng cũng bị đọa vào các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chứ chẳng không. Nghĩ như vậy, rồi hai hàng nước mắt chan hòa, lòng đau như cắt. Bỗng nhiên đôi mắt vị thánh nữ sáng ngời, trước mắt nàng hình ảnh Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại Vườn Như Lai hiện ra. Chỉ có Đức Phật mới có thể cứu được mẹ ta, ta hãy cầu nguyện nơi Ngài. Sáng hôm sau, khi vầng thái dương vừa ló dạng, muôn chim ca hát vui mừng chào đón ánh bình minh, vị thánh nữ Bà La Môn thức dậy. Nàng thu xếp hành trang và lễ vật, rồi khoan thai đi về phía chùa làng. Sau khi dâng hương và lễ vật, thánh nữ ngước nhìn pho tượng Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai oai nghi rực rỡ. Bất giác, nàng phục xuống chân Ngài, trong lòng thổn thức. Nàng tự nghĩ Phật là bậc đại giác, đầy đủ trí tuệ, song là bạc phước cho ta, nên không được gặp Ngài lúc Ngài còn chủ thế. Nếu lúc này Ngài còn tại thế, tất ta có thể hỏi được mẹ ta bị đọa nơi nào. Còn đang suy nghĩ chưa dứt, bỗng một làn khói thổi mạnh, ngọn nến lung linh văng vẳng bên tai thánh nữ, như có ai nói tiếng rất ngọt ngào.
Hỡi thánh nữ đang khóc lóc kia, hãy nín đi và nghe đây, ta sẽ chỉ bảo cho nơi mẹ con bị đọa. Bàng hoàng như vừa tỉnh giấc mộng, thánh nữ ngạc nhiên và hướng lên không trung và bạch rằng: chẳng hay vị thần linh nào ứng hiện, song rủ lòng thương xót mà giải cho con tấm lòng lo âu. Từ khi mẹ con mất đến nay, ngày đêm thương xót, không biết mẹ con bị đọa vào ngã ác nào. Ở trên không lại có tiếng nói vang lên văng vẳng như tiếng chuông chiều: hỡi thánh nữ, ta đây chính là Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà con đang cúng dường và chiêm ngưỡng đó. Vì tấm lòng hiếu thảo gấp mấy thường tình của con, nên ta mới bảo cho con biết. Thánh nữ nghe nói khôn xiết vui mừng, liền chắp tay quỳ lạy. Đức Phật lại phán: hỡi thánh nữ Bà La Môn kia, sau khi cúng dường, hãy trở về tọa thiền nghiêm chỉnh mà niệm danh hiệu ta, thì sẽ thấy nơi mẹ con bị đọa. Vì nóng lòng thương mẹ, thánh nữ Bà La Môn vội vã làm lễ tạ Phật rồi ra về. Y theo lời Phật dạy, thánh nữ trang hoàng bàn thờ Phật và đối trước tượng Phật, nàng ngồi kiết già nghiêm chỉnh, miệng và tâm đều kính cẩn niệm danh hiệu Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai luôn luôn không dứt. Một bầu không khí mơ màng và trong ánh sáng bỗng hiện ra, thánh nữ Bà La Môn ung dung tiến bước đến một bờ biển mênh mông bát ngát. Nhưng lạ thay, nước biển lại sôi lên sùng sục. Trên mặt biển, làn sóng cuồn cuộn nhấp nhô rất nhiều thú dữ, hình dáng quái dị, hung ác, bay nhảy, bơi lặn tung tăng, tranh nhau xé xác hàng ngàn, hàng vạn người trôi nổi trong đó. Đàn ông có, đàn bà có, tiếng rên la khóc lóc vô cùng thảm thiết. Những cảnh tượng diễn ra vô cùng tàn ác, dã man, rùng rợn, không nỡ nhìn lâu. Tuy vậy, thánh nữ chỉ thấy thương xót cho những kẻ bị thú dữ ăn thịt đó thôi, chứ lòng nàng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Lòng thánh nữ rất phân vân về cái cảnh tàn sát ghê rợn ấy. Nàng định tâm, nếu gặp người nào sẽ hỏi cho rõ nguyên do. Bỗng từ đằng xa đi lại một người hình dáng kỳ dị, cổ quái. Tới gần thánh nữ, người kia vội vã chắp tay vái chào mà rằng: mô Phật, bạch Bồ Tát, chẳng hay vì duyên gì mà ngài lại tới đây. Thánh nữ vô cùng ngạc nhiên về cách xưng hô của người kỳ dị kia. Nàng bèn hỏi lại: mô Phật, chẳng hay người là ai mà kêu tôi là Bồ Tát? Người kia mỉm cười đáp lại: mô Phật, đệ tử là quỷ vương Vô Độ, cai quản nơi này nên được biết rõ. Vào được cõi này, chỉ có các bậc Bồ Tát hoặc các tội nhân mà thôi. Cứ nhìn cốt cách ung dung của ngài thì biết ngay, ngài là bậc Bồ Tát mới đủ thần thông để chứng kiến những cảnh ghê gớm ở chốn này mà chẳng chút sợ hãi. Thánh nữ suy nghĩ giây lát, rồi hỏi quỷ vương Vô Độc: vậy đây là chốn nào? Bạch Bồ Tát, đây là từng bể thứ nhất vế phía tây núi Đại Thiết Vi. Phải chăng trong núi Đại Thiết Vi là địa ngục? Thưa vâng, trong núi Đại Thiết Vi quả có địa ngục. Tôi có việc muốn vào địa ngục có được chăng? Thánh nữ hỏi. Bạch Bồ Tát, muốn vào địa ngục chỉ có hai cách: quy thần và nghiệp lực. Ngoài hai cách ấy thì chẳng bao giờ vào được. Hiện nay Bồ Tát đang nhờ sức niệm Phật nên có uy thần, có thể vào được. Song tôi muốn hỏi Bồ Tát, muốn vào địa ngục có duyên cớ chứ? Thánh nữ nghe quỷ vương Vô Độc hỏi, ngậm ngùi nhớ đến mẹ và liên tưởng đến những cực hình ghê gớm trong địa ngục. Nàng đáp, tôi muốn đi tìm nơi mẹ tôi bị đọa. Mẹ tôi mới thác, không biết người bị đọa đến ngã nào. Quỷ vương Vô Độc phân vân giây lát, rồi hỏi thánh nữ, bạch Bồ Tát, dám hỏi mẹ ngài khi còn trên dương thế, hạnh nghiệp thế nào? Thánh nữ gạt lệ đáp, mẹ tôi vốn tin theo tà đạo, thường chê bai Tam Bảo và tạo nhiều nghiệp dữ. Chẳng hay mẹ của Bồ Tát thuộc dòng dõi nào và tên họ là chi? Cha mẹ tôi đều thuộc dòng dõi Bà La Môn. Cha tôi tên là Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi là Duyệt Đế Lợi. Thánh nữ vừa dứt lời,
quỷ vương vô độc vội vã chắp tay đảnh lễ thánh nữ mà rằng: Mô Phật, bạch Bồ Tát, xin Bồ Tát chớ bi lụy nữa và hãy hoan hỷ trở về cho. Bà Duyệt Đế Lợi rất may mắn, tuy bà có phạm nhiều tội ác bị đọa vào địa ngục vô gián, song nhờ lòng hiếu thảo của Bồ Tát, hết lòng tu phước, bố thí, cúng dường, nên được sanh lên cõi trời từ ba hôm nay rồi. Chẳng những một mình bà, mà tất cả những tội nhân trong địa ngục vô gián hôm ấy đều hưởng chung sự vui sướng ấy cả. Quỷ vương vô độc vừa dứt lời, thánh nữ vui sướng quá, bất giác ra khỏi cõi tiền định. Nàng bừng tỉnh đứng dậy, chạy trước bàn thờ Phật làm lễ và phát lời thề nguyện rất to tát và chân thành: Con xin thề nguyện rằng, mãi mãi về đời sau này, nếu còn chúng sanh nào còn có tội khổ, con sẽ mở rộng phép phương tiện mà giải thoát cho họ, và con cũng thề nguyện đời đời, kiếp kiếp sẽ tu theo pháp của Phật, làm hạnh của Bồ Tát để độ hết chúng sanh và chỉ thành Phật khi nào hết thảy các chúng sanh đều thành Phật. Lời thề nguyện vang lên như tiếng sắt chạm vào nhau, cương quyết và hùng mạnh, ghi sâu vào tâm khảm vị thánh nữ chí hiếu, và dư âm còn vang dội vào tâm tư muôn triệu tín đồ của Đức Phật trong muôn triệu thế hệ sau này. Vị thánh nữ nói trên là tiền thân Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Giao Du cần chọn bạn. Trong tuyết sơn có một khu rừng cây cối tùm, có đủ thứ quả thơm ngon, lại ở về phía mặt trời soi luôn, được thêm phần ấm áp. Có đủ thứ chim tụ họp, một hôm chúng bàn với nhau rằng, chúng ta ở đây với nhau được đông đúc như thế này, kể cũng là một sự quý hóa. Song cũng cần nên có một con đứng đầu để trông coi giữ gìn trật tự, mong khỏi xảy ra những sự đáng tiếc về sau. Chúng đều cho là phải, lập tức triệu tập hội họp cùng nhau, bầu lên một con làm vua, cầm quyền thống trị cho chúng. Khi hội bàn cãi hồi lâu, bắt đầu bầu chim hạc. Có con phản đối nói, không thể được, vì chim hạc chân cao mỏ dài, bầu lên, một khi con nào không may có lỗi, sẽ bị mổ vỡ óc. Phần đông cho là phải, hạc bị bác. Thứ hai đề cử chim ngan. Lại có con phản đối nói, chim ngan tuy lông trắng mỏ đỏ mình đẹp, ai trông thấy cũng yêu thật, song vì cổ dài lại hay ngoẹo, vậy cổ mình đã vênh, cử lên làm gương chính cho cả chúng ta thế nào được. Ngan bị bác. Thứ ba, cử chim công. Chúng cho chỉ chim công là xứng đáng, vì lông cánh đầu đuôi đều có vẻ, vậy có thể làm vua được. Lại phái phản đối nói, vẫn biết chim công đẹp, song chỉ tốt má bề ngoài, không phải là loại biết liêm sỉ, mỗi khi múa là xù ngay hình ra thực rất khó coi. Công cũng bị bác. Trông đi trông lại thấy chim cú, chúng cho là cú ban ngày thích yên tĩnh, ban đêm hay rình mò, như thế có thể trông coi cho chúng được mọi sự yên ổn, cả đàn vỗ cánh ưng thuận. Cú được đại đa số tán thành. Bấy giờ chim vẹt đứng ngoài nghĩ rằng, phạm như phép làm chim, ban đêm cần yên tĩnh để ban ngày đi kiếm ăn. Nay bầu cú lên, ban đêm thì hắn lần mò, chúng mình phải chầu trực, ban ngày hắn nghỉ ngơi, mình phải kiếm ăn, như thế là cả chúng ta bị vất vả khổ sở suốt đêm ngày. Nay nếu ta tất bị hắn giận, có thể sẽ bị hắn vặt lông và mổ chết. Nhưng nếu nay ta bỏ đi, thì tất cả đàn cùng khổ. Cuối cùng vẹt lại nghĩ rằng, thà là mình bị khổ, song khổ để bênh vực lẽ phải cho công chúng được nhờ, còn hơn là yên phận sống lấy một mình. Vì thế, vẹt giữ một thái độ rất bình tĩnh và cương quyết ra nói với công chúng rằng, cứ theo thiền ý của tôi thì không nên bầu cú làm vua, vì lúc vui vẻ trông mặt hắn khó coi, huống chi khi hắn cáu lên thì còn ai dám nhìn nữa. Và lại, ban ngày thì hắn nằm dài ra, ban đêm lần mò đến sáng, thì còn ai chịu được? Đó là lòng thành thực của tôi xin bày tỏ. Cả chúng đều tỉnh ngộ, cho vẹt nói là đúng, đều nhận vẹt là trí tuệ.
nhanh nhẹn sáng suốt nhất, kết cuộc bầu vẹt lên làm vua. Bạn bè có ba pháp yếu. Một là thấy lỗi liền chỉ rõ can gián. Hai là thấy làm việc hay hết sức tùy hỷ. Ba là khi gặp tai nạn không rời bỏ nhau. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe. Hãy bấm nút đăng ký kênh chúng tôi để nghe những chương trình mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.